nhìn cho đèn lồng nhiều nhỉ. Lúc đấy bảo mua thì không mua luôn hộ cho. Bảo mua là mua rồi, không lại muốn mua thêm nữa. Thì lúc đấy đã bảo rồi, có gì cái gì này nó cũng có con mắt. Sườn mua ở đâu? Để em bông hỏi lại. Cái ngon phết. Em định các thức ăn là ngon mà rẻ. Vâng, an toàn. Thức là ngon là rẻ. Anh nghĩ là mình lại bị lạc rồi. Hỏi Google ngay đi Phúc. Con nhớ lần trước là nó ở trong một cái đường nhỏ nhỏ. Không, bố biết cái phố đấy mà. Có gì đâu, có cái là mình đi đường này nó hơi bị lệch.
qua bên hàng sắt chỗ nhà ông Hùng đi lên chỗ Minh Khai mà. Con phố hàng sắt Nam Định. Nó đang nằm bên này, bên trái. Sắt à? Ừ, phố sắt. Mấy con phố gì không? Trên ngoài ghi địa chỉ không? Mấy con phố điện mà tao gọi điện đi để truy vào. Mấy gần đây. Xa trái đi. Điện rất trái. Trái thì. Hàng Thuyên cho đến Hàng Cấp mà. Hàng Thuyên thì mình vừa từ Hàng Thuyên sang. Hàng Cấp xong đến Hàng Minh Khai. Rồi, trái phải đều được. Bây giờ đến ngã tư của rẽ phải nha. Phải đúng rồi. Phải. Ừ, rẽ trái luôn để về phía đằng bờ hồ ấy. Đấy, từ từ. Xong từ bờ hồ là mình. Đấy, phố này làm sao rẽ phải. Đây hàng à, cấp. Trên. Đây hàng cấp. Nữa. Ôi, đọc xe tay. Thì phải lên tới tận chân tới xương. Đây là một hàng cấp mình đang bị bỏ lại chứ. Vấn đề gì? Thái rất đói lắm chưa? Lê Hồng Phong hả? Ok. Bao nhiêu Lê Hồng Phong? Lê Hồng Phong nhiều lắm. Có vẫn nhớ cửa hàng nhưng mà... À, Lê Hồng Phong thì... gần đằng... Chỗ phía đằng cửa đông hay bảy chân của mình. Đây rẽ phải hả? Rẽ phải, rẽ phải. Tới xương này. Sau rẽ phải tiếp. Rẽ trái. Đây này, đây mình đang ở gần Lê Hồng Phong luôn này. Đây mình khai đây rồi. Đây Kim Thành Hoa đây rồi. Đấy, nãy mình đi rẽ đây. Đây rồi. Thế ngay gần Lê Hồng Phong đây rồi. Lê Hồng Phong đây kia thì mình quay lại ra Lê Hồng Phong. Vâng. Mua cho bố một hộp kẹo vừng, một hộp kẹo lạc nhé. Hộp ở bố hay là gói? Hộp ấy. Hai hộp. Gói bao nhiêu? Gói bao tiền? Gói thì rẻ hơn nhiều. Anh đi vào đi. Cái gói hộp nhỏ kia thì 5-7 chục thôi. Ê, hộp đi. Cái gói cho rẻ. Gói cho nó rẻ nhá. Hai vừng, hai lạc đi. Hai vừng, hai lạc. Thôi nóng đi, nóng đi. Rồi. Chỗ con hôm trước mà nó không thích. Ừ. Sao bảo để quên cho xe?